Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 18 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh nằm trong khu vực dự báo chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới có thể sẽ mạnh lên thành bão thuộc các tỉnh miền Trung. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có ông Ca Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều nay, áp à thấp nhiệt đới sẽ có thể mạnh lên thành bão số 4. Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh từ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Đây là cơn bão có cường độ gió không mạnh nhưng lại gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến cả đợt từ 100 đến 300 mm. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nơi mưa trên 500 mm. Cá biệt có nơi mưa 600 mm. Khu vực Thanh Hóa mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng sẽ có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm. Hiện nay áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh nhưng khi mạnh lên thành bão và áp sát đất liền sẽ di chuyển chậm, do đó sẽ kéo dài thời gian ảnh hưởng đến đất liền. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương nằm trong khu vực ảnh hưởng thực hiện nghiêm các công tiện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn do đây là trận bão gây mưa lớn nên các địa phương cần ra soát các điểm có nguy cơ ngập lụt chuẩn bị sẵn sàng phương án di dân phương án đảm bảo an toàn về tài sản khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa với phương châm xanh nhà hơn xà đồng đảm bảo an toàn các diện tích nuôi trồng thủy sản thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương đơn vị quản lý hồ tuân thủ nghiêm quy trình vận hành hồ ra soát các công trình hồ đập mất an toàn các điểm đê sung yếu để sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các công trình Khu vực miền núi cần sẵn sàng phương án sơ tán người khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, có phương án đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc thông suốt. Tiếp thu chỉ đạo của Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đến địa bàn được phân công kiểm tra phương án ứng phó với bão. Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, không để người ở lại trên tàu thuyền, tròi canh thủy sản, các địa phương ven biển cũng cần sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi khu vực trũng thấp, khu vực cửa sông. Các huyện đồng bằng Trung Du cần khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa, kiểm tra giả soát các tuyến đê, chuẩn bị phương án sơ tán nhân dân tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt. Các huyện miền núi sẽ là khu vực trọng điểm do địa hình dốc, đợt mưa lớn vừa qua đất đã ngập nò nước, nếu có mưa lớn sẽ gây ngập lụt, sạt lở đất, sạt lở giao thông, gây chia cắt, cần chủ động chuẩn bị các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ, không để bị động trong mọi trường hợp.